Mà có nhắn tin là đang trời mưa, đang càng xe cho nên là một khung hình của mình. Đúng rồi, vì lý do đó nên mời Mai Trung Hậu đến đây với chúng tôi. Chúng ta đến với buổi ra mắt MV Thư Gửi Anh. Em đâu có hứa đâu. Ủa có không? Vì anh lỡ hứa giùm mình đó. Dạ, quý thằng trả lời từ những chuyện trong nhà, trên trong phòng và trên trong lúc nói chuyện. Tháng này nếu ta có mặt nào á, bao giờ đã bao giờ hai bạn buồn buồn nắm tay đi gào và mưa hay chưa? Có thì con là vua, còn đây là lần đầu tiên con đóng MV chung với bà xã này, con có gặp khó khăn gì? Nói chung chúng ta phải bù đắp cho nhau đúng không? Ừ. Và có lẽ là tao vào đây mày hát cho ba nghe. À, ở nhà hai bạn sức trong cuộc sống vợ chồng thì hai bạn anh sâu vào trong mình và tiên không muốn. Ở anh thì tụi em cũng có một cái ngôi nhà thơ để dành tặng cho chị và trong đây là có 505 đó. Hôm anh đây là hư tình cảm không? Giờ em sẽ đọc cái lá thư này. Chị nghĩ là em đọc sẽ truyền cảm với chị. Có một tập thể luôn đứng bên cạnh nhìn chị bước qua bao thăng trầm. Có một trái tim của họ thật sự không hề lớn, chỉ còn một phần tình yêu là đủ đầy. Thanh xuân của các bạn ấy chính là Thủy Tiên, và Thủy Tiên là một trong những phần của họ. Và chúng tôi tin chắc rằng trong đây có 505 bức thư mà chúng ta không thể nào